Rồi, hôm nay mình test máy cái máy phun áp lực Bromax M20 nha. Để trên căn. Rồi, bắt đầu tiên là mình gắn dây cấp. Cấp nước. Rồi, rồi mình sẽ bật công tắc để cho nó xả nước ra, xả áp. Rồi, nước ra. Khi nào nước ra mạnh đều là tắt máy được rồi. Ok. Rồi, gắn súng, súng thì thành 2 khúc. Mình sẽ gắn lại với nhau. Siết chặt, có bị xì nước. Rồi, gắn ống vào máy. Ok. Rồi một đầu mình gắn vào súng, cái đầu mình có răng á thì mình gắn vào súng. Thì máy thì có 4 đầu đầu hút bếp, 4 đầu bếp. Đó, đầu tia thẳng không nào. Đó, 4 đầu bếp. Đầu đỏ là tia thẳng, đầu vàng là tia xe nhẹ, đầu trắng tia xe rộng và cái đầu màu đen là đầu phun hóa chất. Máy cực mạnh nha. Máy chuyên về dịch vụ rửa xe, sân vườn gia đình hoặc là dịch vụ cũng được. Đầu vàng thì cái độ gấp nó rộng hơn chút. Quá lực nha. Nhỏ lại chứ. Tắt đi.